thì trước khi bắt đầu video thì nếu như bạn nào thích yêu thích kênh của mình, hãy đừng ngần ngại bỏ lại một like cũng như bấm vào cái nút đăng ký giúp mình. Đó chính là động lực to lớn giúp mình làm video. Và các bạn đừng quên bấm vào quả chuông để có thể nhận được tất cả những thông báo khi mình bắt đầu xuất bản video nhé. Ok, và bắt đầu video thôi. Chết rồi các bạn ơi, phải bấm chuông báo động nhanh. Nhanh bấm chuông. Trường cháy rồi các bạn ơi. Ui, kìa trường cháy mà chạy. Chạy nhanh. Ui, trường cháy rồi các bạn ơi. Ủa sao mình có cái bật lửa nè. Ui, trường cháy rồi các bạn ơi. Vậy là được nghỉ học rồi các bạn ơi. Ui, có bật lửa nè. Châm vài cái nữa. Đây, châm vô. Ủa tự nhiên trường cháy rồi các bạn. Không khỏi ai làm nữa. Mình nhiên có cái bật lửa nè. Ui, mình châm thêm vài cái nữa. Vậy là được nghỉ học rồi các bạn ơi, quá sướng. Đây, ước mơ từ lâu của mình. Đó chính là được cháy trường và được nghỉ học. Ui, trường cháy rồi các bạn. Quá sướng luôn. Mình phải cũng tìm cái bật lửa. Quăng. Rồi, ok. Vậy là được nghỉ học rồi các bạn. Quá sướng luôn. Giờ dập bớt. Dập. Ôi, trường cháy muốn gần hết luôn các bạn ơi. Cháy luôn mấy cái cây này luôn nè. Vậy là được nghỉ học các bạn ơi. Đó chỉ là ước mơ từ lâu của mình luôn các bạn. Đấy chỉ là được nghỉ học. Quá sướng các bạn. Ủa các bạn ơi, hôm nay là ngày thi học kỳ rồi các bạn. Đó, là ngày thi học kỳ thường niên của cái bộ môn Minecraft này. Đây, thì ở đây mình sẽ thi PvP các bạn, ở trong các server Skyward. Đó, đây, đấy, đồ ăn, thức uống các kiểu. Mình cá với các bạn, lần này mình sẽ được 10 điểm luôn. Ui. Mình cá với các bạn, lần này mình sẽ được 10 điểm luôn. Ui, vẫn còn sống các bạn ơi. Hên quá các bạn ơi. Xém xưa nữa là mình còn không điểm rồi. Thôi, bây giờ mình sẽ bắt block qua cái đảo kia để chiến đấu với hàng kia và lấy được 1 điểm thôi. Tại phải giết hết trơn mấy tụi này mới được 10 điểm các bạn. Đó. Ok, đi qua bên kia trước đây. Ok, thì mình đã tới được đảo các bạn. Giờ mình sẽ nhào vô và chơi nó luôn. Ok, xuống. Nhanh. Lấy 1 điểm thôi. Ok, và Mày. Ui, lắc. Ui. Lên. Ui, đánh mạnh quá các bạn ơi. Rồi. Ủa các bạn ơi, hôm nay mình lỡ ngủ quên, giờ trễ học rồi. Ở cái tụi sao đỏ đứng đắn nó canh kìa các bạn. Đó, các bạn thấy nó chưa? Ở tụi đó đang còn ăn chậm nữa kìa. Đó. Ở con nhỏ đó kìa các bạn. Đó. Ôi, núp vô. Không rồi, nó ghi tên vô sổ hết. Bây giờ là mình không biết làm sao để vô trường này nè các bạn. Đó, không để lại đặng cho nó ghi tên. Thôi chắc có cách gì thôi đó các bạn. Là mình lỡ đi trễ học rồi. Thôi vô đại đi. Cho em vào trường các anh chị ơi. Bây giờ nó khi mình khai tên đó các bạn. Mình không biết phải làm sao nữa. Thôi giờ mình khai tên đại đi. Dạ em tên là Lê Văn Tèo. Lớp 1A. Ui, cầm cây nữa rồi các bạn. Định đánh mình cái hay gì á. Thôi đánh đi. Ok, giờ né ra cho em vào trường. Thôi lần sau mình không dám đi trễ nữa các bạn. Sợ rồi. Sợ mấy anh sao đỏ lắm rồi. Ôi các bạn ơi, hôm nay ngày cuối tuần này mình còn phải bắt đi học thêm nữa các bạn. Đó, học quá trời môn luôn nè.
đây quá nè, toán rồi giáo dục công dân, hay là hôm nay mình sẽ cúp học các bạn. Hỏi mình phải im lặng thôi. À, không biết gần đây có quán nét nào nữa không nè. Hồi như cuối rặng có một cái quán mới mở gì các bạn, mới mở thì mình trốn mấy ông này đang đi chơi nét các bạn, không đã phát hiện là chết to mình luôn. Đây, đi xuống nhanh. Ok, đây quán nét nè các bạn, hình như là quán này mới mở luôn á. Ồ, đây thấy chưa, phòng nét. Đây, vô. Ui, máy xịn quá các bạn. Ui, quá trời máy mà hôm nay hình như là không có ai chơi chứ các bạn. Nhưng là tụi nó đi học thêm rồi, có mình cúp học thôi. Thôi ngồi vô chơi một bàn. Đấy, hôm nay cuối tuần mà phải bắt đi học nữa các bạn, khổ chết. Ok, chú ơi, cho cháu một máy. Cho cháu một máy chú ơi. Mà máy nào xịn xịn, mạnh mạnh, đừng có lắc nghe chú. Ok, cháu cứ lấy máy số 1, máy đó là bao mượt luôn đó. Ui, vậy con cảm ơn chú nha. Ôi, hên hên quá các bạn, được cái máy số 1 này bao mượt luôn các bạn. Đó, ok, máy số 1 đây. Ok, vô chơi Minecraft thôi. Vô. Ui, quá sướng các bạn ơi, máy này chơi hay quá. Vô, bi. Chém các kiểu. Ui, hôm nay đúng là một ngày cực kỳ may mắn với mình luôn các bạn. Đó, giải trí quá là phê luôn các bạn. Ok các bạn, hôm nay mình với thằng này sẽ solo PvP xem coi ai thắng. Ok, giờ trước tiên mình sẽ mặc áo giáp vô. Rồi, cả hai bên đi mặc xong. Và chuẩn bị 1, 2, 3, vô. Mày, cái thằng Âu xin Việt Nam này. Lên, mày. Ôi, còn một nhát nữa các bạn. Mày, đó. Và chiến thắng đã thuộc về mình rồi các bạn. Ôi các bạn ơi, hôm trước mình lỡ dạy, mà lỡ đánh thằng kia, giờ nó kéo nguyên một băng đảng lại đánh mình luôn các bạn. Ôi thay em các anh ơi, em hôm đó chỉ là lỡ dạy thôi. Thay em. Ui, thay em các anh ơi, hôm trước em lỡ dạy, chỉ em mới có một thằng bạn của anh thôi. Anh đang kéo đồng thế. Ha 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 ha